Việt Nam giành được nhiều giải cao tại Giải thưởng Kỹ thuật số ASEAN 2024. Giải pháp tự động hóa bằng robot ảo Made in Việt Nam được xếp hạng ứng cử viên chính tại Big Magic. Công nghệ số phát triển và được ứng dụng rộng rãi đã mang lại nhiều lợi ích cho công việc và cuộc sống con người. Cùng với đó là những thông tin đáng chú ý khác trong lĩnh vực số và công nghệ. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin số và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kỹ thuật số ASEAN lần thứ tư vừa diễn ra tại Singapore, Việt Nam giành được 4 giải tại Giải thưởng ASEAN Digital Award 2024. Theo thông báo từ ban tổ chức, trong 18 giải thưởng ở 6 hạng mục, các doanh nghiệp Việt Nam giành 4 giải gồm một giải bạc của Mobile Phone ở hạng mục bao trùm kỹ thuật số với nền tảng nông nghiệp số Mobile Agri, một giải vàng hạng mục đổi mới kỹ thuật số của Vinbrain với sản phẩm Doctor 8 City ung thư gan, một giải vàng trao cho ứng dụng iCanKids chơi mà học của công ty Galaxy Play và một giải bạc thuộc về hệ thống giáo dục trực tuyến VOEDU của FPTIS. ASEAN Digital Awards là một trong những giải thưởng lớn và uy tín dành cho các phần mềm, giải pháp công nghệ thông tin đến từ các quốc gia ASEAN. Giải thưởng được tổ chức thường niên từ năm 2012. Các đề cử được chấm và đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí khắt khe bởi hội đồng giám khảo là lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông đến từ 10 nước ASEAN. Mới đây, báo cáo Big Magic 2023 về giải pháp tự động hóa bằng robot ảo của tập đoàn Everest đã công bố bản đánh giá 25 nhà cung cấp dịch vụ tiêu biểu trên toàn cầu. Trong đó, giải pháp Made in Việt Nam, Ecabot, đến từ FPT lần đầu tiên xuất hiện trong báo cáo và được công nhận là ứng cử viên chính. Đánh giá Big Magic về giải pháp tự động hóa bằng robot ảo năm 2023 có sự góp mặt của FPT Ecabot là giải pháp công nghệ Made in Việt Nam đầu tiên xuất hiện trong báo cáo toàn cầu của Everest, cùng với những đơn vị tự động hóa có tên tuổi khác trên thế giới như UPAT, Automation Anywhere, Microsoft, Blue Prism. Đại diện tập đoàn Everest đánh giá, khách hàng cho biết Ecabot có điểm mạnh ở năng lực hỗ trợ khách hàng, thời gian phản hồi nhanh, nền tảng dễ sử dụng. Theo định nghĩa của Everest, danh hiệu ứng cử viên chính dùng để công nhận các giải pháp tự động hóa có sự hiện diện cao ở nhiều thị trường, nhiều lĩnh vực ngành nghề. Web3 là một thuật ngữ để chỉ thế hệ tiếp theo của Internet, được xây dựng trên nền tảng công nghệ blockchain và các công nghệ tiên tiến khác. Vừa qua, sự kiện WebBACON Việt Nam diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh đã quy tụ nhiều chuyên gia khách mời trong lĩnh vực công nghệ đến và thảo luận về những cập nhật mới nhất đối với Web3. Thế hệ web đầu tiên ra đời là web 1.0, tiếp đó là web 2.0. Thế hệ web hiện tại cho phép người dùng có thể đăng nội dung mình muốn, có thể bình luận và tương tác hai chiều trên các nền tảng mạng xã hội. Với web 1.0 và web 2.0, người dùng sẽ tạo một tài khoản với mật khẩu để bảo vệ tài khoản ở từng nền tảng khác nhau, dùng chúng để đăng nhập và sử dụng. Với web 3.0 có sự khác biệt lớn. Mỗi một người sẽ có một chìa khóa riêng để tự tạo ví và tài khoản của bản thân chỉ một lần và tài khoản đó có thể tích hợp với bất kỳ trang web 3.0 nào để tương tác theo ý người dùng. Web 3.0 giúp giảm thiểu những nhược điểm của thế hệ web trước đây. Thông tin truy cập được tối ưu hóa và sự bảo mật cao nhờ vào công nghệ blockchain. Tại sự kiện WebBACON Việt Nam, các chuyên gia công nghệ cho rằng Việt Nam là quốc gia có định hướng chuyển đổi số rất mạnh mẽ và toàn diện từ cấp trung ương đến địa phương. Do vậy, việc mở rộng Web3 tại Việt Nam sẽ hỗ trợ sự phát triển các công nghệ mới để đáp ứng tốt hơn nhu cầu chuyển đổi số của các địa phương, đơn vị. Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 29 tháng 1, Elon Musk cho biết công ty startup công nghệ thần kinh Neuralink của ông đã tiến hành cấy ghép chip lên não người và bệnh nhân đang hồi phục tốt. Neuralink đang phát triển một bộ cấy ghép não nhằm giúp bệnh nhân bị liệt nặng sử dụng tín hiệu thần kinh để điều khiển các công nghệ bên ngoài. Neuralink bắt đầu tuyển bệnh nhân để thử nghiệm lâm sàng trên người vào mùa thu năm 2023 sau khi được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA cấp phép để tiến hành nghiên cứu vào tháng 5 năm 2023. Theo một bài đăng trên blog, Elon Musk cho biết sản phẩm đầu tiên của Neuralink có tên Telepathy, thần giao cách cảm. Nếu công nghệ hoạt động như mong muốn, bệnh nhân mắc các bệnh thoái hóa nghiêm trọng như xơ cứng, teo cơ một bên, một ngày nào đó sẽ có khả năng giao tiếp hoặc truy cập mạng xã hội bằng cách dùng tâm trí họ để di chuyển con trỏ và gõ phím. Thưa quý vị và các bạn, ngày nay, công nghệ hiện đại đang trở nên phát triển và phổ biến. Từ thành thị đến nông thôn, từ những người trẻ đến những người lớn tuổi, thì việc sử dụng công nghệ, các thiết bị thông minh trong công việc đến đời sống ngày càng hiện hữu và dễ dàng hơn. Công nghệ đang trở thành công cụ phục vụ đắc lực cho cuộc sống của con người, giúp cuộc sống con người tiện ích hơn, tối ưu hơn.
Chỉ cần có một chiếc máy tính hay một chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet, cho dù ở bất kỳ đâu hay thời gian nào, chúng ta cũng có thể nói chuyện, gặp gỡ với mọi người thông qua cuộc gọi âm thanh, hình ảnh. Công nghệ số tạo sự tiện lợi khi chúng ta muốn liên lạc với gia đình, bạn bè hay trao đổi công việc với đối tác, khách hàng. Vừa tiết kiệm được thời gian, thu hẹp khoảng cách mà còn dễ dàng xử lý những vấn đề quan trọng một cách nhanh chóng. Công nghệ không chỉ giúp chúng ta kết nối xã hội mà còn tạo ra những thay đổi về tư duy và sản xuất. Người nông dân đã chủ động ứng dụng công nghệ số vào quá trình sản xuất, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Thiết bị hỗ trợ cho những nông dân số giản đơn là chiếc điện thoại thông minh hay hiện đại hơn là hệ thống công nghệ điều khiển tự động. Ngoài áp dụng khoa học kỹ thuật vào các công đoạn trồng, chăm sóc, những nông dân số sử dụng công nghệ để quảng bá, giới thiệu sản phẩm tới khách hàng qua các trang mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, làm chủ được đầu ra thay vì phụ thuộc vào thương lái như trước. Ở nông thôn cũng chỉ là tiếp cận được những người ở trong thôn, trong xã, thậm chí là đến huyện thì nó cảm thấy nó rất xa xôi. Nhưng mà nhờ công nghệ hiện đại bây giờ ấy, như bản thân tôi ấy, làm nông nghiệp thì đã tiếp cận được rất nhiều khách hàng ở những vùng lân cận và xa hơn nữa là các tỉnh như là Đà Nẵng và Hà Nội. Công nghệ số giờ đây hiện hữu ở khắp nơi và gắn liền với đời sống, sinh hoạt của người dân. Việc ứng dụng công nghệ số trong thanh toán không dùng tiền mặt đang trở nên phổ biến. Tại các cửa hàng, quán ăn, quán cà phê, cây xăng, nhà hàng đều có các thiết bị hỗ trợ khách hàng thanh toán điện tử, không dùng tiền mặt. Khách hàng chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng của các ngân hàng hoặc quét mã QR là có thể thanh toán một cách nhanh chóng. Đây là sự tiện ích và an toàn mà công nghệ số mang lại phục vụ cho đời sống. Khi thanh toán qua hình thức quét PIN Pay á, thì số lượng khách hàng thanh toán rất nhiều ạ, so với là đưa tiền mặt hơn ạ. Thứ nhất là rất thuận tiện cho lĩnh vực là quản lý tiền á, ví dụ không phải nhầm lẫn vào tiền giả đấy. Nên là khách hàng quét qua PIN Pay thì chúng tôi cũng kiểm định được số tiền thanh toán của khách hàng và trực tiếp vào số tài khoản của tôi á, rất tiện lợi ạ. Không mất thời gian về mình đếm tiền hay là so sánh tiền giả ạ. Bên cạnh đó, việc sử dụng công nghệ giúp chúng ta tiếp cận với các dịch vụ y tế, giáo dục, du lịch và giao thông công cộng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Công nghệ còn giúp chúng ta sản xuất và phân phối hàng hóa một cách hiệu quả, đơn giản hơn với việc mua sắm trực tuyến từ bất kỳ đâu. Công nghệ không chỉ nâng cao chất lượng trong công việc mà còn giúp đảm bảo an toàn cho con người trong quá trình lao động. Người công nhân quản lý vận hành ấy, là phải đi đến từng vị trí cột để kiểm tra định kỳ ngày, định kỳ đêm. Đấy thì cái này nó cũng là hết sức là vất vả cho chúng tôi. Từ khi có cái thiết bị Flycam vào thì chúng tôi bớt đi được là rất nhiều và an toàn hơn. Đấy, và kiểm tra đường dây thì chúng tôi phát hiện được những cái nguy cơ sự cố và nó rất là nhanh và kịp thời. Công nghệ số đã mang lại rất nhiều tiện ích cho con người. Trong tương lai không xa, lợi ích của công nghệ hiện đại sẽ còn sáng tạo và phát triển hơn nữa, mang đến những thay đổi không ngờ trong cuộc sống hàng ngày. Sự phát triển ấy sẽ phụ thuộc vào nhận thức và việc ứng dụng công nghệ của mỗi người chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an thực hiện điều chỉnh, nâng cấp ứng dụng VSSID và ứng dụng VNEID đáp ứng yêu cầu kết nối, tích hợp hai ứng dụng này với nhau. Như vậy, nếu người dùng không nhớ mã số bảo hiểm xã hội của mình thì có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử ở mức 2 VNEID để đăng nhập và sử dụng ứng dụng VSSID. Clip hướng dẫn cách đăng nhập VSSID bằng tài khoản VNEID sau đây cũng sẽ khép lại bản tin số và công nghệ ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo. Sau đây, chúng tôi xin hướng dẫn bạn cách đăng nhập ứng dụng VSSID bằng tài khoản định danh điện tử. Bước 1. Tại màn hình đăng nhập của ứng dụng VSSID, bạn chọn tính năng đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử. Khi đó, ứng dụng VSSID sẽ điều hướng sang ứng dụng VNEID. Bước 2. Tại màn hình đăng nhập của ứng dụng VNEID, bạn đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử mức 2, tài khoản do Bộ Công an cấp. Sau khi bạn đăng nhập thành công ứng dụng VNEID, ứng dụng này sẽ điều hướng trở lại ứng dụng VSSID và thực hiện đăng nhập vào ứng dụng VSSID. Đăng nhập ứng dụng VSSID thành công, màn hình hiển thị như hình sau. Như vậy, chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn đã có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử do Bộ Công an cấp để đăng nhập và sử dụng đầy đủ các tính năng, tiện ích trên ứng dụng VSSID.